Có vị khách người nước ủa chị với những người nước ngoài vậy ta? Đây chị Di Kiều, cô đừng ướt quá, vừa mới tận nách ra luôn, ok không? Nè chị này là em rồi à. Có mà chơi nó thì chết con luôn á má. Chị này nhìn giống người Nga dữ ta, mà nhìn giống Trúc nha. Đây coi lại coi. Ừ. Chị là người ở đây mua. Sửa. Ê nhìn nhìn giống Trúc nha. Cho địa chỉ cho chi phí đi. Nhìn giống giống Trúc lắm nha. Bà chủ có nhu cầu không? Xin số điện thoại nha bà chủ. Có nhu cầu xin số điện thoại của chị nha. Tính ra bán sầu. Bán sầu riêng ngàn tấn mà bà nói bà không có chi phí rồi Dũng. Nó chi phí nhiều à. Số quen rồi, đẹp không quen hả? Ngày nó bán tấn rồi rồi. Ngày cũng vô tấn tấn. Có đi Mỹ có đẹp quá, có đi Mỹ bỏ được em bơ bơ nữa. Bơ bơ hả? Không biết làm gì nữa. Chị qua Mỹ chị đưa mấy em qua bên khu sầu riêng để làm cái gì? Đó, 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 đó. Thêm nữa không? Cái này chắc ăn nữa. Cái này nha. 267 à. Lấy hạt nữa nha. Ủa chị nha, 100% của Việt Nam hả? Nhìn thấy giống Tây dữ trời. Nói thế từ hôm là cái mũi quỷ này. Không nhìn như Tây luôn á. Nhìn khuôn mặt y chang luôn á, thiệt á. Ai cũng ra đường ai cũng tưởng Tây không nè. Nãy vô đặng nó chết rồi không biết giao tiếp sao. Không biết nói tiếng Nga hay nói tiếng, tiếng Anh là chết luôn á. Đừng có đưa. Đưa tiền, bây giờ đưa tiền chưa? Chưa. Anh lấy cơm chứ. Cho miếng đi, lát rồi có gì bù tính vô. Thèm quá. Thèm quá, lấy muối luôn. Lấy muối luôn đi. Thèm quá, giúp rồi. Ơi. Hối không à. Trời ơi, thèm quá, chua chưa kịp xong là anh phải xử tướng mới được. Tối nay Tây Ban Nha nó đưa lại. Chắc cú à. Đi chiến cuối không ở gì ra cầu Sài Gòn luôn. Đi chiến cuối à. Bây giờ mấy bác rồi. À tối nay chung kết Euro. Chắc đi dày dày giỏ rồi đó. 2 giờ sáng Tây Ban Nha với Việt Nam hả? Tối nay là chiến cuối. Chiến tàu cuối. Xong rồi ra cầu Sài Gòn thôi, cầu Hương Yên mới cao hơn. Chiến này là anh em ra cầu Sài Gòn mới lại đó. Không, cầu Hương Yên đi. Rồi Sài Gòn ta không thấy kẹp khổ người mà nhảy xuống phát khổ luôn. Đứa mới kẹp mạnh hơn. Chắc chắn ra đi chưa giờ hơn. Chứ còn gì, cái kia nó không chưa chắc chắn. Con người nhảy xuống cứu lên là chết luôn á. Con nước nào mạnh con nước nào chứ. Cái kia mấy vụ nợ nó dớt được cũng mạnh lắm. Rủ mà nhảy xuống cái là nó khỏi dớt luôn rồi. Ok. Nó mới dớt được là tới một chuyện với nó luôn. Mày kinh nghiệm chứ vậy. Đổi họ tên mấy lần rồi mà. Ông em sao hả? Cái nhỏ lên nhá.
kia nữa, lấy cái đủ ký. Dạ, chị nói sao ạ? Mày nói gì lắm mặt rồi, ký đi, không muốn để lại ký. Cảnh này là bây giờ là 11 giờ rưỡi nha mọi người ơi. Đi đâu anh? Anh mua sầu riêng hả? À, anh mua sầu riêng, anh mua sầu riêng. Có mua sầu riêng thì đợi xíu lên đây. Anh mua sầu riêng, tưởng anh lại lấy hàng đi giao. Ngoài đây còn 3 khách nữa nha. Rồi, có chạy 133 ngàn đó chị ơi. 133 ngoài đây. Có gì sau 3 giờ sáng gọi cho Đạt. Dạ, 3 giờ đó vừa. Không, thì nó đá lưng lưu nữa chứ. Ờ, đá lưng lưu tới không, nếu mà ấy 90 phút à. Ghi 6, 2 kg. Nó mềm nó nhão. Tiền ra tư vấn đúng chỗ rồi nè. Ông mà người ta đi mà tư vấn sữa nè. Sao nó ngủ vậy? 219 nha anh. Sao anh? Có nhiều khách là có nhu cầu vàng nha các bạn. Có nhu cầu vàng thì cho tiếp nhu cầu vàng. Chuyển qua miền Tây. Sầu riêng một nhà nha mọi người ơi. Ủa sao bên này thấy sữa không nè? Sữa nè. Này cũng sữa luôn, không có đi sao? Có anh nữa chưa xuất hiện á. Anh nằm dưới hả? Chưa lên, còn chở tiếp nè. Nửa tấn nha các bạn ơi. Rồi, đêm đã vừa khuya, không chưa tới. Bữa nay đã trưa rồi. Các bạn ở các video tiếp theo. Chào mọi người nha. Bye.
rồi, nó chập điện rồi. Nói chung là nguyên cái dàn đèn này là bị vấn đề hết rồi đó. Đáng lẽ là phải mua thêm tô cháo lòng cho Hiếu quá. Thôi đợi bữa sau anh mua thêm cho. Nhỏ nước miếng cái giỏi sát bên cháu Sườn à. Cháu Sườn ở đâu bà biết? Cháu Sườn trưởng ta nè. Cháu Sườn ta ở đâu biết? Cháu Sườn ở biết không? Cháu Sườn ở đâu bà biết? 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 Mỗi ngày em gửi cho anh một ly nước mía đi. Được rồi. Anh sẽ gửi lại một muối sầu riêng. Ok luôn. Có nhiều hỏi Dũng lắm. Hỏi Dũng có vợ chưa? Hỏi Dũng nhiêu tuổi rồi? Tính tính lại là em chưa có vợ ạ. Con đang còn trầm hơi ạ. Còn đang xế đó này. Mới 18 tuổi mới lớn rồi. Dạ, mới lớn rồi, còn có cái già khác câu nhiều. Ủa, sao hôm qua thấy máy tóc hai máy giờ tóc có một máy không có máy nào luôn trời. Dạ từ sáng giờ đầu xù tóc tối anh. Toàn luôn rồi các bạn. Để giờ lu bu quá thôi rồi đi rồi không biết chạy trước gì luôn. Đi sắm cho Dũng một chai keo đi sáng vuốt hai máy lên cho còn cái sườn. Thôi anh chấm cái đó để mua em lon bia em uống có nghĩa là bên đó nó không có nghĩa gì đâu nha. Em không cần thiết mấy cái đó đâu. Dũng không có cái nhu cầu làm đẹp nha các bạn. Chỉ có... Bây giờ vấn đề lớn là đang bị chập điện ở đâu đây, nó nhảy CP à. Có thời điện ở nhà phải không, chứ nào thời điện phải không? Điện lạnh nè. Không là điện lạnh. Điện lạnh cũng sửa này được mà. Còn nói một mối như thế này. Cái này miền Tây nè, đi sáng miền Tây nha quý vị. Chào quý bà cô chú đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Quay trở lại với vợ sầu riêng Hiếu Nghĩa nha. 35 là 50 50 với lại 20 350 với lại 569 á. Trời ơi, bán sầu riêng mà xin tiền hả trời. Tin được không? Đậu hơn chứ sao lại bà mỗi loạn lạc thì xin lại đi. Ai cho được cho ống cho thôi chứ thì sao giờ. Ê, cái này là chắc chắn là miền Tây luôn này. Không quen cho hợp ạ. Không quen cho hợp á. Rồi em cảm ơn luôn. Ê, cái sầu riêng sao nhìn thấy lại vậy? Bán cho Hiếu Nghĩa bán không kịp luôn á. Thái hả? Thái miền Tây á, thái mòn mòn á, cái gai nó nhí nhừ à. Không có như thái này, thái này gai nó to. Nhìn dễ thương hả? Thái này nhìn dễ thương nè. Không dễ lắm em. Thái này thái mòn mòn đạp. Mòn mòn nó không to. Chính chưa bà Vũ? 4 ngày nữa. 4 ngày mà chính hả? Mới lên.
sáng giờ vô quá trời luôn, hụt nhợ luôn, bây giờ tới cái này đi hết rồi. Kỳ vậy? Canh không đúng, canh không đúng, canh không đúng giờ trời. Chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo mọi người. Khách nước ngoài nặng 6 kg luôn. 6 kg sầu riêng, 6 kg ruột. 2 triệu để 4 ngàn. Chủ bớt 4 ngàn. 1 kg 1 ngàn. Còn 2 triệu. Không mà chủ bày lấy số chẵn rồi. Số lẻ bà bỏ hết á. Đây đi sáng này, đi sáng miền Tây nha mọi người. Đi sáng miền Tây là hôm qua là 130 ngàn 1 kg nha các bạn. Đi sáng miền Tây trái nhỏ nhỏ dễ thương này. Vậy mà hôm qua có. Nói chung là đang bán mắt hơn. Trời, bán sầu riêng tiền bỏ túi đưa hộp kêu đi về đi. Bà chủ là một ngày bán tiền tỷ mà đỡ cái nón nó bị rách nón. Dạ hôm qua cái nón này là độc quyền luôn á. Bán 100 triệu chưa chắc bán cái nón này á. Nón tài nón lọc quá. Nón día, nón día. Đây. Hôm qua được 1 tấn không Duy Dũng? Qua được đem 1 tấn không? Xém. Gần. Nhưng mà vậy là hôm chiều qua bà chủ đã bà cho đi nhậu chưa? Qua bà chủ cho đi nhậu chưa? Chưa. Kỳ vậy ta. À, chào mọi người nha, hiện tại mình đang ở sầu riêng Hiếu Nghĩa nha mọi người ơi. 415 đường Cách Mạng tháng 8, phường 13, quận 10. Chưa ăn sáng luôn hả? Sáng rồi tôi ăn bánh tiêu à. Ăn lòi bán hẳn luôn. Xe bị báo động rồi. Đây. Đây là Thái miền Tây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Mình đang ở cửa sầu riêng Hiếu Nghĩa. Wow. 415. Mạng tháng 8 rồi. Quen không cô? Thấy nhiều. Nhiều nhưng mà quen quá thôi. Đi đã. Rồi sầu riêng bây giờ đang về nha quý bà con chú. Lô cái này là ri miền Tây nha mọi người. Dạ. Miền Tây con nhiều lắm. Nhưng mà chưa có chín coi. Sầu riêng đâu nữa đây. Ở đây có cái lô có mấy cái thái nhìn rất bự này. 14 thùng hả? 14 thùng luôn. Đây coi cái xe nó ngã vô nó quất vô cái xe hơi của ta. Ơi
cô chú mua xanh kia mình lấy số điện thoại gọi trước. Giảm đâu cái này tầm ký á. Lên như cỡ này bạn mới dám tự tin rồi đó, bạn dám bán nhiều nhất Sài Gòn. Thất bại hả? Sao thất bại? Nãy kêu là 14 thùng hả? Chán hết chỗ rồi. TC là 9 cây hả? Chữ gì chữ gì? Anh đồng chữ gì ạ? Sơ sơ là con cháu cha á. Coi chữ nào hợp lý hơn 9 cây không? Hay quá anh ơi. Hay quá anh ơi.